Giết nhầm rắn chúa, người dân chạy loạn khi thần rắn hiển linh nhập vào trinh nữ trừng phạt cả làng. Hồn rắn chúa nhập xác trinh nữ về làng báo oán, khiến người dân hoảng hốt chỉ vì giết nhầm rắn chúa khủng. Rắn từ xưa đến nay ở nhiều nước là một biểu tượng cho sự quyền uy của những kẻ cầm quyền. Chính vì vậy, ở nhiều nơi, rắn là một loài động vật linh thiêng, không được tùy tiện giết hại, nhất là những con rắn chúa có tuổi đời lớn. Hậu quả của việc tùy tiện giết rắn chúa thường nhận những cái kết cục không bao giờ tốt đẹp. Theo quan niệm của một số nơi, đó là sự báo oán của loài động vật linh thiêng này. Tại một ngôi làng ở Ấn Độ, người dân ở đây phải chịu những kết cục hết sức thương tâm khi hồn rắn chúa về báo oán. Đoạn clip quay lại cảnh một trinh nữ trong làng đột nhiên có những biểu hiện hết sức kỳ lạ. Khi thấy cô gái liên tục di chuyển bằng hình thức trườn bò như rắn, mồm phát ra những tiếng kêu khè khè, lúc nào ai cũng tá hỏa. Theo như những người già làng cho biết, đây chính là thần rắn hiển linh trong xác trinh nữ về để trừng phạt những kẻ đã ra tay giết hại rắn chúa. Xưa nay, những bí ẩn về chuyện tâm linh luôn là dấu hỏi lớn chưa tìm ra được lời giải đáp. Bởi đến những nhà khoa học, dù nghiên cứu dưới nhiều hình thức vẫn không thể nào tìm ra lời giải đáp thích đáng. Như hiện tượng của cô gái trẻ trong đoạn clip trên, nghi vấn chính là do thần rắn nhập, mà theo một số tôn giáo, người dân vô cùng tin vào những điều này. Được biết trước đó vài tháng, khi những người đàn ông trong làng đi vào rừng làm việc đã bất ngờ gặp phải một con rắn khủng. Thấy nó muốn tấn công nên họ đã hợp sức giết chết con rắn lớn này và ung dung đi về nhà. Tuy nhiên con rắn là họ lỡ giết, đó là một con rắn chúa có tuổi đời lớn. Việc thần rắn hiển linh quay về làng báo oán khiến người dân tại ngôi làng nhỏ nghèo nàn này vô cùng kinh sợ. Cô gái bị nhập liên tục tấn công những người dân trong làng một cách không kiểm soát được. Để giải trừ việc đó, cả làng phải tìm cách lập bàn tế lễ để cầu xin thần linh giúp đỡ giải trừ hậu họa. Đâu chỉ nước ta nóng trên 40 độ, thế giới cũng ghi nhận những đợt nắng nóng nghẹt thở, chảy nhựa đường, chín cả trứng. Nóng khiến mặt đường, những đồ dùng bằng nhựa đều tan chảy, nhiệt độ tăng cao đến mức người ta có thể chiên trứng, nướng bánh mà chẳng cần lò, chẳng cần bếp. Mùa hè là thời điểm của cái nắng gay gắt oi bức. Những ngày này, nhiệt độ ngoài trời lúc nào cũng trên 40 độ C, có lúc còn đến gần 50 độ C, khiến ai cũng thấy ngột ngạt khó thở. Không riêng ở nước ta, mà khoảng thời gian này cũng là nỗi ám ảnh của rất nhiều người dân trên thế giới khi họ phải trải qua cái nắng nóng kinh hoàng, nóng đến mức khiến mọi thứ tan chảy theo đúng nghĩa đen. Nóng khiến mặt đường, những đồ dùng bằng nhựa đều tan chảy, nhiệt độ tăng cao đến mức người ta có thể chiên trứng, nướng bánh mà chẳng cần lò, chẳng cần bếp. Hãy cùng điểm lại những hình ảnh nhìn thôi cũng đã đủ khiến chúng ta cảm thấy rùng mình vì nắng nóng. Mới đây nhất, ở Anh, nhiệt độ tăng cao đột ngột, có nơi tăng đến 33 độ C, nhiệt độ khá cao so với nền nhiệt độ trung bình của đất nước này. Thậm chí, nhiệt độ đo trên mặt đất ở một số nơi như Cumbria lên tới 50 độ C. Nắng đã khiến nhiều con đường nhựa ở Anh bị tan chảy nhấp nháp. Người ta thậm chí có thể viết cả chữ hot trên mặt đường nhựa ở phố Dutch, thành phố Cashfield khi nhựa đường bị chảy. Nhiệt độ cao còn khiến cho đường ray tàu hỏa ở Anh bị bẻ cong do giãn nở, dẫn đến vài chuyến tàu bị hoãn, hủy để công nhân thay thế đường ray. Chú mèo này cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ cái nóng kinh hoàng ở Anh vào những ngày gần đây. Nhiệt độ tăng cao đã khiến cho dây đeo cổ của chú ta bị chảy và nóng đã làm bỏng phần cổ của mèo. Chủ nhân của mèo sau khi thấy chú ta không thoải mái lắm nên đã kiểm tra kỹ và phát hiện ra sự việc. Mùa hè năm ngoái, bang Arizona của Mỹ đã khiến cả thế giới bất ngờ về cái nóng đỉnh điểm khi nhiều đồ vật được đặt ở những nơi công cộng đã bị tan chảy. Thùng chứa rác, cột đèn giao thông, biển báo giao thông, sơn trên những biển báo, tất cả đều tan chảy dưới cái nắng nóng hơn 50 độ C. Không chỉ vậy, phần viền nhựa bánh xe của vài chiếc xe sau một lúc đổ trên phố cũng tan chảy. Ngay cả hàng rào bằng nhựa cũng không thoát khỏi bàn tay của thần nắng. Cây xương rồng vốn là loài cây chịu nắng nóng, vậy mà cũng không chống cự nổi với nhiệt độ cao khủng khiếp tại Mỹ vào tháng 6 năm ngoái. Ngay cả chiếc quạt treo trên trần nhà cũng bị cong vênh phần cánh. Tại Úc vào năm 2015, nắng nóng cũng đã khiến nhiều đường ray xe lửa bị cong vênh. We'll be right back.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!